Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tiếng Anh Phổ Thông Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 7 và bây giờ chúng ta đã sang phần Language Focus rồi các bạn. Thế thì phần Language Focus của chúng ta ngày hôm nay á, là đầu tiên chúng ta cũng học phần Pronunciation, là phần phát âm đó. Rồi thứ hai là phần ngữ pháp. Phần phát âm và phần ngữ pháp của chúng ta ngày hôm nay đều là gặp hai cái chủ điểm, những cái chủ điểm rất là hay. Ví dụ phần phát âm là các phần A này, I này, OI này. Đó là ba cái nguyên âm đôi đó các bạn, nguyên âm đôi của chúng ta mà chúng ta hay gặp mà chúng ta không để ý. Bây giờ trong những phần language focus chúng ta sẽ được làm quen. Và cái phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ ôn lại thì gì? Thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành cùng với quá khứ đơn là một trong những thì rất là hay và rất là quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong các câu tiếng Anh. Đó các bạn ha. Và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu because of và in spite of các bạn ha. Rồi, những cái này thì mình sẽ lần lượt giúp các bạn tìm hiểu từng video một cho các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với pronunciation. Đây, các bạn để ý này, ba cái nguyên âm đôi này, các bạn để ý nha. Đó, A này, I này, OI này, bạn nhìn này. A với âm A này nha. Play, đó bạn nghe này, play. Today, radio, newspaper, they, đó, they. Cái chữ they này á, các bạn đưa cái đầu lưỡi lên cái góc hàm răng trên á. Gốc hàm răng trên các bạn bung ra. They, hơi nó ra ở hai mép môi của chúng ta các bạn nha. Cái hơi nó ra. They, they, they. Rồi âm I này các bạn này. Time, thường thường các bạn đánh mất âm I, không phải âm I mà đánh mất âm Y của người ta. Các bạn đọc là time, nhiều bạn đọc là time. Như vậy là nó mất đi cái âm giữa người ta rồi. Nó mất cái âm giữa rất là quan trọng. Mà các bạn, nếu mà các bạn phiên âm chuẩn của nó là I này, T này, âm em cuối cùng này, âm M đó, âm M các bạn nha, âm M cuối cùng này, thì khi các bạn bung ra, các bạn phải là I'm đó, cái âm cuối cùng này là âm mũi này, hơi ra từ mũi của chúng ta này. I'm time. Khi các bạn nghe người phát âm chuẩn á, thì các bạn sẽ nghe rõ được cái âm I của người ta. Time, đó. Time, các bạn phân biệt một cái mà nói thiếu âm này, một cái nói đúng này. Các bạn nghe kỹ nha. Các bạn nghe kỹ này. Rồi, đầu tiên này. Khi người ta nói sai này, time, đó, đó là người ta nói sai. Time. Còn khi người ta nói đúng này, time. Time, đó, các bạn thấy chưa? Nó khác biệt hoàn toàn đúng không? Rồi, tương tự đây là thế. While, sorry các bạn, wildlife. While, wild life đó, life, wild life đó. Khi nói thành chữ luôn thì nó mất cái âm cuối này, chứ thực ra nếu mà nói rời ra là nó phải có âm cuối này, wild. Nhưng khi nói cùng với cái chữ life này thì nó mất âm giữa này, wild life, nhưng âm cuối này không bao giờ mất được, life đó bạn ha. Rồi height, height, height. By, by. Type, nhớ cái âm cuối này. Type, type. Đó. Rồi, ôi này. Voice, các bạn nghe kỹ âm cuối đừng có để mất này. Voice, noise, toy, enjoy, destroy. Đó. Ok, rồi. Như vậy là chúng ta đã hiểu được bản chất của nó rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ luyện phát âm từng câu để các bạn để ý, các bạn làm quen nhé. Đây, I am là âm I này nha. Rồi các bạn nghe mình nói thì các bạn nhận ra định luôn nha. I am afraid. I am afraid. You are. Các bạn này. You've. Sorry các bạn này. You've. Đó, you've. Đó. You have. Đó các bạn này. Mà là khi người ta nói đọc tắt là you've made a mistake. Đó, made a mistake. Đọc nối vào nhau luôn nha. Rồi bây giờ thầy sẽ nói nhanh hơn một tí này. I am afraid you've made a mistake. Đó, ha. I am afraid you've made a mistake. Đó, rồi. They changed the timetable. Đó, bạn nghe kỹ nha. Timetable. Tí là mình dịch các bạn cái câu đó luôn. At the end of April, they changed the timetable at the end of April. I have 99 pages to type
By Friday, would you like to go for a ride with me on Friday? This is the noisiest. Cho các bạn nhé. Noisiest. Sorry các bạn. Sorry. Thầy quên. Thầy mất tập trung một tí. This is the noisiest Rolls Royce I've ever heard. While you're changing the oil, I'll go and visit my boy. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, tôi e rằng là bạn đã mắc một cái lỗi. Họ đã thay đổi thời khóa biểu vào cuối tháng 4. Tôi có 99 trang để đến mấy đến thứ sáu này. Bạn có thích đi lái xe đạp một tí với tôi vào ngày thứ sáu được không? Đây là cái chiếc xe Rolls-Royce ồn ào nhất mà tôi đã từng nghe. Ồn ào nè các bạn nè. Bận rộn đó. Cái này không phải là bận rộn mà ồn ào đó các bạn. Trong khi bạn thay đổi dầu xe đó thì tôi sẽ đi và thăm con trai của tôi. Đó, cậu bé của tôi, con trai của tôi. Rồi, như vậy các bạn hình dung được cái phần phát âm của chúng ta ngày hôm nay chưa? Rất là dễ đúng không nào? Cũng không có gì khó cả. Ba cái âm này thì chúng ta cũng gặp nhau, chúng ta đã gặp rất là nhiều lần rồi. Và hy vọng các bạn thấy video này có ích cho các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở các video tiếp theo, ở các unit, ở các bài tập, từ các bài tập của phần language focus các bạn ha. Rồi, phần grammar đó các bạn. Rồi, một lần nữa, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi. Và mà mỗi khi các bạn tiến bộ, đó là niềm vui rất là lớn của mình. Và mong các bạn, nếu quá trình các bạn làm việc, học có chỗ nào không rõ, thì các bạn có thể trao đổi. Mình chỉ cố gắng giúp các bạn tốt nhất có thể, sớm nhất có thể. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.